Phương Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Sự kiện quanh ta. Hôm nay ngày thứ Sáu 29 tháng 6 2018, chương trình có những tin chính như sau. Ở Mỹ, nổ súng ở tòa báo ít nhất 5 người chết. Báo cáo của Mỹ về buôn người, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí. Chủ tịch nước Trần Đại Quang ban hành luật an ninh mạng bất chấp những chỉ trích. Khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng vọt trong 5 tháng đầu năm. Mở đầu là phần tin quốc tế. Tại Mỹ, nhiều người rời khỏi tòa soạn báo Capitol Gazette sau vụ nổ súng khiến một số nạn nhân thiệt mạng. Ngày 28 tháng 6 2018, một tay súng nhả đạn xuyên qua cửa kính một tòa báo ở thủ phủ Annapolis, bang Maryland hôm 28 tháng 6, giết chết ít nhất 5 người và làm bị thương nhiều người khác. Theo Reuters dẫn lời, giới hữu trách cho hay nghi phạm đã bị bắt và chưa rõ động cơ sau vụ tấn công tòa soạn Capitol là gì. Lực lượng chấp pháp ở Baltimore và thành phố New York điều động lực lượng bảo vệ tới các tòa báo lớn để tăng cường cảnh giác. Cảnh sát cho hay thủ phạm đang bị thẩm vấn, hiện vụ việc chưa được xử lý như một trường hợp có liên quan đến khủng bố. Một giới chức thực thi luật pháp cho hay, Cục Điều tra Liên bang FBI có mặt tại hiện trường hỗ trợ giới hữu trách tại địa phương. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong buổi công bố bản phúc trình, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm quốc gia bậc 2 trong hệ thống 3 thang bậc trên phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng buôn người toàn cầu năm 2017 vừa được công bố hôm thứ Năm ngày 28 tháng 6. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Việt Nam nằm trong nhóm bậc 2, tức là các nước đang có vấn đề về buôn người, cao hơn một bậc so với những nước có tình trạng buôn người xảy ra, trầm trọng như là Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Myanmar. Bản phúc trình mô tả Việt Nam là nơi xuất phát và là ở một cấp độ ít hơn, là điểm đến của những nạn nhân buôn người. Trong đó có trẻ em, vốn bị ép buộc làm việc hay buôn bán tình dục. Ngoài ra, bản phúc trình cũng nêu lên các vấn nạn ở các công ty đưa lao động ra nước ngoài làm việc. Đó là không giúp đỡ được người lao động khi họ báo về các trường hợp bị bóc lột, bị đòi chi phí quá cao, khiến người lao động lâm vào cảnh nợ nần. Những nạn nhân xuất khẩu lao động của Việt Nam bị ép buộc làm việc trong những công trình xây dựng, đánh cá, làm nông, khai khoáng, chế tạo và khai thác gỗ, chủ yếu ở những nước như Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Lào, Angola, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nhật Bản. Ngoài ra, bản phúc trình cũng lưu ý tình trạng người Việt Nam bị đưa lậu sang Anh và Ireland để làm việc trong các nông trại trồng cần sa. Ba thang bậc từ 1 đến 3 được Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá các quốc gia trên thế giới đã đối phó với tình trạng buôn người hiệu quả như thế nào. Trước khi bị hạ xuống bậc 3, thì các nước sẽ được đưa vào danh sách theo dõi. Nếu nước nào ở trong danh sách theo dõi trên 2 năm mà không có cải thiện, thì đương nhiên sẽ bị hạ xuống bậc 3. Những quốc gia thuộc bậc 3 có thể bị những chế tài phi thương mại do Mỹ áp đặt và sẽ bị các hạn chế hỗ trợ từ Mỹ. Nhưng điều này có thể được Tổng thống Mỹ đảo ngược. Bản phúc trình buôn người này được công bố vào lúc chính quyền Mỹ đang phải đối mặt với sự lên án của cộng đồng quốc tế về việc chia cắt trẻ em di dân với bố mẹ ở vùng biên giới. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng buôn người là tội ác liên quan đến bóc lột cá nhân, trong khi việc đưa lậu di dân vào một nước là tội ác chống lại một quốc gia. Tin về chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ban hành luật an ninh mạng bất chấp những chỉ trích. Sáng ngày 28 tháng 6, Văn phòng Chủ tịch nước mở họp báo để thông báo lệnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Trong đó có luật an ninh mạng, vốn bị cộng đồng quốc tế và các nhà tranh đấu ở trong nước chống đối. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tiến nói ông rất thất vọng về việc Chủ tịch nước ký ban hành luật an ninh mạng. Có một chiến dịch ký thỉnh nguyện thư tới vài chục ngàn chữ ký do các bạn kêu gọi và lên tiếng để ông Chủ tịch nước xem xét và hoãn ban hành luật an ninh mạng. Vậy mà hôm nay báo chí trong nước loan tin ông ấy đã ký thông qua thì tôi hơi thất vọng. Các tổ chức quốc tế cũng như người dân đã phản ứng mạnh mẽ về một số điều khoản vi phạm đến quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dân vì luật trao quá nhiều quyền cho ngành công an. Báo chí trong nước dẫn lời Chủ tịch Trần Đại Quang khẳng định tại một cuộc tiếp xúc với cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước nói rằng luật an ninh mạng ra đời là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, tổ chức, chứ không xâm phạm đời tư của công dân. Trong chuyến công du đến thủ đô Washington hôm 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư Hoa Kỳ giữa lúc Hà Nội bị Mỹ chỉ trích nhiều về luật an ninh mạng. Việc đàn áp biểu tình của chính quyền Việt Nam bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong bản tuyên bố với Liên Hiệp Quốc, ông Võ Văn Ái khẳng định
luật an ninh mạng gây ra một đòn nặng nề cho tự do ngôn luận trực tuyến. Luật này cho phép chính phủ quyền hạn để theo dõi hoạt động trực tuyến và yêu cầu các công ty ngừng cung cấp mạng xã hội, lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng ở Việt Nam và xóa nội dung được coi là xúc phạm của chính phủ trong vòng 24 giờ. Cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 38 diễn ra từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2018. Tiếp theo là phần tin từ Việt Nam. Khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng vọt trong 5 tháng đầu năm. Khách Trung Quốc đã đến Nha Trang, Khánh Hòa đạt 147.500 lượt, tăng 164%, đứng đầu trong dòng khách quốc tế đến thành phố này trong tháng 5 năm 2018. Thống kê do Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, hôm thứ Năm 28 tháng 6 năm 2018, cũng theo thống kê này, trong tháng 5 năm nay, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện hàng loạt người Trung Quốc lao động trái phép tại các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên địa bàn thành phố Nha Trang. Nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố này bị xử phạt vì sai phạm đặt hiển hiệu kinh doanh, quảng cáo tiếng Trung Quốc và tiếng Nga. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,7 triệu lượt. Riêng trong tháng 5 là hơn 1 triệu 160 lượt. Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 2 triệu 150 ngàn lượt. Số khách đến Việt Nam bằng đường bộ được thống kê tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là phần bình luận cùng khách mời. Trong chương trình ngày hôm nay, Phương Trâm đã mời đến trường quay của chúng ta là anh Trần Bang để cùng nói về luật an ninh mạng vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông qua vào ngày 28 tháng 6. Dạ, xin chào anh Trần Bang. Dạ, câu hỏi đầu tiên dành cho anh là luật an ninh mạng vừa mới được Chủ tịch Trần Đại Quang ban hành là vào ngày 28 tháng 6. Thì theo anh nó có những ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chính trị cũng như kinh tế tại Việt Nam? Vâng. Theo thông tin báo chí cho biết, vào ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chủ tịch nước, thì Chủ tịch nước đã ban hành cái lệnh thực hiện cái luật an ninh mạng mà được Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Thì cái điều này thì tôi cũng cho rằng là không bất ngờ lắm, bởi vì cái việc mà thông qua Quốc hội với cái số phiếu là 86%, hơn 86% về cái luật an ninh mạng, bởi những người đại biểu mà ít dùng mạng, ví dụ như là cái ông Cục trưởng Cục An toàn Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, thường gọi là Bộ 4T ấy, thì ông ấy cũng nói là ông ấy không có dùng mạng Yahoo, rồi không dùng mạng Facebook, YouTube, Viber hay là Zalo, vì ông ấy cho rằng nó phức tạp và nó nhức đầu. Thế thì cái trình độ mà, của cán bộ Việt Nam nó như vậy thì chúng ta suy ra cái những cái đại biểu Quốc hội, những người bấm nút ấy, là họ ít dùng mạng, ít dùng internet. Thế mà lại họ lại thông qua cái đấy thì chúng ta biết rằng nó rất là phi thực tế rồi. Vì trên thế giới này, ví dụ cái nước gần ta nhất là cái nước mà ngày xưa nó lạc hậu hơn Việt Nam, đó là Campuchia. Thì cái ông Thủ tướng Hun Sen ấy, ông cũng kết bạn với tôi luôn. Và ông kết bạn Facebook. Thì ông ấy, tôi còn nhớ không nhầm thì ông đã từng nói là ông ấy, tức là cán bộ mà của chính phủ Hun Sen ấy, mà ai ấy mà không có Facebook, mà không biết giao tiếp với dân qua Facebook, thì ông ấy sẽ không tuyển. Tức là ông ấy không cho làm trong nội các của ông ấy. Thế còn nhìn xa ra, ví dụ như là ông... ngày trước là ông Tổng thống Obama hay bây giờ là ông Donald Trump, thì các ông đều có tài khoản Facebook. Ví dụ ngay cái hôm qua cái vụ xả súng thôi, thì ông Donald Trump cũng lên Facebook viết luôn. Là ông viết, tức là ông ấy cảm thấy rất là buồn và chia sẻ với cái mất mát của những người mà bị thương, với những gia đình mà có người bị nạn trong cái vụ xả súng. Cái hai là ông ấy cảm ơn cũng như là hoan nghênh những người mà đã có hành động kịp thời để can thiệp cho cái vụ xả súng chẳng hạn, tức là rất là nhanh qua Facebook. Thế thì cái luật an ninh mạng Việt Nam á, mà mới được thông qua ngày 12, Quốc hội thông qua ngày 12 và hôm qua ngày 28 ấy, thì Chủ tịch nước có ra cái lệnh để mà ban hành cái lệnh để thi hành đấy. Thì như có Trâm nói là hỏi là sẽ ảnh hưởng gì đến chính trị, đến kinh tế Việt Nam.
thì tôi cho rằng là chắc chắn nó ảnh hưởng rồi. Thì ngay cái hôm 12 khi thông qua cái luật an ninh mạng một cái thôi thì sàn chứng khoán Việt Nam đỏ rực. Và trong vòng khoảng 2 ngày thôi đã mất khoảng 8 tỷ đô la. Trong đó đặc biệt là vấn đề nghiên cứu về xã hội học chẳng hạn, hay về lịch sử chẳng hạn. Trong đó họ có những cái nhận xét mà khác với nhận xét lịch sử thông thường của Đảng Cộng sản. Chẳng hạn về một cái nhân vật nào đó. Chẳng hạn như về nhân chắc học, hay về lịch sử, hay về tiểu sử học. Thế họ nhận xét về, chẳng hạn như vô tình họ lại nói lại về cái vấn đề như ông Nguyễn Minh Cần. Bây giờ thì ông mới mất rồi, nhưng mà hồi ông ở Moscow. Thì sau khi nước Nga, Liên Xô, tức là Xô Viết tan rã, thì cái văn khố của quốc tế cộng sản ấy được mở ra, tức là được giải, tức là không còn bảo mật nữa đấy, tức là họ được nghiên cứu. Thế thì có những cái thông tin chẳng hạn như bà Nguyễn Thị Minh Khai, chẳng hạn như những cái thập kỷ 30, 40 đấy, bà sang Moscow bà học họp gì đấy, thì bà ấy ở trong phòng chung với ai chẳng hạn, đấy, ví dụ như thế. Hay là cái bức thư của bà Tăng Tuyết Minh gửi cho ông Hồ Quang hay ông Lý ở đó chẳng hạn. Thế họ đăng lên thì bên Việt Nam này bảo cái đấy là xúc phạm lãnh tụ chẳng hạn, đúng không? Đấy thì cái nếu như thế thì ảnh hưởng đến toàn bộ cái quá trình kinh doanh, quá trình nghiên cứu của người ta. Bởi vì vấn đề khoa học lịch sử là người ta có thể xem xét lại vấn đề lịch sử đấy. Người ta có thể tìm ra được những cái mới của vĩ nhân. Thế mà cái mới đó nhiều khi không phải là của danh nhân, của lãnh tụ, mà cái mới đó nhiều khi không phải là ưu điểm mà lại là khuyết điểm. Nhưng vì sự thật lịch sử, vì khoa học, người ta vẫn cứ phải đưa lên. Và đưa lên thì lại bảo là người ta nói xấu lãnh tụ. Đấy là, thì cái điều đó như ở trong tôi đã viết trên Facebook ấy, tức là cái điều 16 và cái điều 26 ấy, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tư tưởng, quyền tự do nghiên cứu khoa học và sáng tạo khoa học. Và cái quyền truyền bá cái tư tưởng mới đó và cái tự do đó cho mọi người và công chúng sẽ bị ngăn chặn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ như là trong cái điều 16 ấy, có cái mục mà nói về cái chuyện là không được nói xấu đến phỉ báng chính quyền nhân dân. Thế tôi cũng đã ví dụ coi tình huống là bây giờ cả một cái hội đồng nhân dân, ủy ban dân họ tòa hợp với nhau. Họ lấy đất của công, họ chia cho cán bộ chẳng hạn. Thế thì mà dân phát hiện ra thì nói ra thì có đấy có phải là nói xấu chính quyền nhân dân không? Thế hay là một số ông bí thư vừa rồi cứ đi đến khách sạn để thăm một số phụ nữ chẳng hạn, mà thậm chí phụ nữ có chồng rồi, có chồng có con rồi, tức là vi phạm đạo đức. Thế mà dân người ta phản ánh sự thật đấy thì là có phải là nói xấu cán bộ không? Nói xấu phỉ báng chính quyền nhân dân không? Mà nói xấu như là nói xấu, nói thật thì là nói xấu, mà nói xấu thì lại không được đăng tải giống như cái điều 26 của luật an ninh mạng. Thế thì vậy thì dân làm sao có thể chống được tham nhũng? Dân làm sao có thể chống được suy thoái đạo đức của cán bộ? Và làm sao gọi là chính quyền của nhân dân được? Bởi vì cái người đầy tớ xấu mà nhân dân không được nói, cái chính quyền đó xấu, tham nhũng, hủ hóa, suy thoái đạo đức, nhưng người dân nói lên thì lại bị vi phạm của luật an ninh mạng. Thì cái vấn đề luật an ninh mạng này nó sẽ chặn cái quyền của người dân soi vào cái ông cán bộ hay soi vào cái người nhân vật đại chúng. Là cái điều đó rất là tai hại cho cả chính trị lẫn kinh tế. Vậy thì cho em hỏi thêm anh một câu nữa là nếu như vậy thì về cái vấn đề mà dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Việt Nam thì hiện nay cái dân chủ và nhân quyền dường như là cũng không có. Mà luật an ninh mạng ra đó thì chắc chắn là ảnh hưởng đến kinh tế chính trị rồi. Còn tình hình nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam thì em cũng không nghĩ là nó sẽ khá hơn nữa với cái luật an ninh mạng này. Rồi, theo anh Bài thì như thế nào? Vâng, cái này thì chắc chắn rồi. Bây giờ tôi đã hình dung ngay đến cái chuyện mà sau mùng 1 tháng 1 năm 2019 là rất nhiều người sẽ bị đóng Facebook chẳng hạn, hay đóng blog, hay là những cái tài khoản của những trang mạng bởi cái việc mà an ninh Việt Nam hay là chính quyền Việt Nam thực hiện cái luật an ninh mạng. Bởi vì họ lại quy định là cái quy định cụ thể chi tiết là thuộc về chính phủ
mà chính phủ đây là Bộ Công an. Thế thì những người mà có tiếng nói phản biện ở Việt Nam chắc chắn sẽ bị ngăn chặn, bị rút tài khoản hoặc bị đóng tài khoản hoặc bị gỡ bài là ít nhất, và hơn nữa là có thể bị khởi tố, bị truy tố, bị tù tội. Thế thì rõ ràng là ảnh hưởng rất lớn đến cái nhân quyền ở Việt Nam, mà cụ thể nhất là cái quyền tự do ngôn luận. Đấy. Và tự do biểu đạt. Viết một cái nữa chẳng hạn, như họ nói là tức là kêu gọi tụ tập đông người chẳng hạn. Thế thì biểu tình là quyền, là nhân quyền, là quyền con người, cũng giống như là cái quyền sống, giống như quyền tự do kinh doanh, giống như quyền tự do ngôn luận. Thế biểu tình thì phải số đông mới gọi là biểu tình. Thế mà số đông thì người ta nói trên mạng thì gọi là, bảo người ta là kêu gọi. Đấy. Mà kêu gọi thì là tốt chứ sao. Ngày xưa ông Hồ Chí Minh cũng kêu gọi nhân dân, đúng không? Đấy mà chống Pháp rồi làm cái này cái kia. Thế thì cũng là làm cho nhân dân phải, cũng là một cái gì đó nó giống như là kích động, chẳng hạn như là thả đốt cháy Trường Sơn chẳng hạn. Chẳng hạn, hay là nói là thả hy sinh tất cả chẳng hạn. Đấy thì những cái đấy có phải là kích động không? Có chứ. Nếu kích động lòng yêu nước là tốt chứ. Nếu kích động nhân dân tìm đến cái hay cái đẹp, bỏ cái xấu là tốt chứ. Nếu mà kích động dân mình ấy mà biết bỏ được những cái rượu bia, bỏ được quán xá, bỏ được những cái mà ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến môi trường, mà và lại kích động được cái nhân phẩm hướng về cái tốt đẹp, hướng về cái hướng thiện, hướng về cái bác ái, hướng về lòng yêu nước, hướng về cái sự hy sinh cho tha nhân, hy sinh cho tổ quốc, thì theo tôi là tốt chứ có cái gì đâu mà xấu. Thế thì nhưng mà trong luận anh mạng thì lại quy vào họ vào cái đấy là cái tội, và các nhà mạng lại phải gỡ bài hoặc là phải bị khống chế, và những người đó lại bị là cung cấp cái thông tin để cho công an điều tra. Thì cái điều này rõ ràng nó ảnh hưởng rất lớn đến nhân quyền ở Việt Nam. Vậy thì cũng nhân cái lúc mà nãy anh có nói một điều là luật an ninh mạng sẽ áp dụng bắt đầu từ 1/1/2019. Thế nhưng mà cách đây chỉ có vài ngày thôi thì một số trang Facebook rồi một số trang Facebook cá nhân nữa thì cũng đã bị đóng. Thì anh nghĩ như thế nào? Hình như là trên cái Facebook của anh là anh cũng có nói là trang Facebook của anh hiện nay đang bị khóa đúng không ạ? Dạ. Vâng, cái này thì đúng là nó thuộc về vấn đề chuyên môn. Hơi sâu của những cái người mà hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhưng mà quả thật là sau khi luật an ninh mạng được thông qua ngày 12 tháng 6 ấy, thì tôi thấy mạng của tôi nó chậm hẳn đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cách đây đúng hơn một ngày đấy, tức là 10:13 thì cái Facebook của tôi đã bị đóng. Và cái bài viết của tôi là viết về sự thật, tức là anh Đinh Văn Hải ở trên Di Linh là bị côn đồ nó đánh chảy máu tay, rồi gãy xương vai, gãy xương sườn, nứt xương mu bàn tay, chảy rất nhiều máu. Thì chụp ảnh là cái bàn tay máu, rồi cái vai bị đánh cũng chảy máu thâm tím. Thì cái đấy là sự thật. Thế sự thật, nhưng mà và tôi viết cũng hoàn toàn sự thật. Thế đưa lên thì họ lại bảo là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thì cái này tôi cũng không biết là do cái chương trình lập trình, do tức là giống như robot, giống như là cái phần mềm họ đóng Facebook của tôi trong 24 giờ, hay là có một cái bàn tay nào đó mà Facebook phải chấp nhận họ thò tay vào để họ đóng cái Facebook của tôi và cũng như một số người khác nữa. Thế thì cái này tôi có cảm nhận rằng bắt đầu nó đã có hiệu lực rồi đấy. Tức là ví dụ như là Facebook chẳng hạn, hay là Google, hay là những cái hãng công nghệ lớn ấy, mà họ thiên về lợi nhuận, họ không thiên về bảo vệ giá trị nhân phẩm, giá trị nhân quyền, thì họ rất dễ đồng lõa với cường quyền để mà ngăn chặn tiếng nói của những người đối lập, ngăn chặn tiếng nói của những người phản biện, những người phản ánh sự thật và công lý. Anh bay rất nhiều. Thì một câu hỏi cũng vui thôi. Tại vì Facebook hiện nay là
sáng cũng Facebook, trưa cũng Facebook và tối cũng Facebook, lúc nào cũng thế. Để chúng ta cầm điện thoại lên là chắc có lẽ là cái trang Facebook sẽ là cái trang mà chúng ta vào đầu tiên. Thì thử một cái suy nghĩ đơn giản là nếu như mà Facebook đóng cửa ở Việt Nam thì nó sẽ dẫn đến những điều như thế nào thưa anh? Vâng, Facebook bây giờ nó giống như là một cái đời sống, một phần của đời sống con người Việt Nam. Thì hiện nay như là một số thông tin cho biết là có khoảng hơn 50 triệu tài khoản Facebook, tức là trên 50% người Việt Nam dùng Facebook, tức là nó là một cái phần đời sống không thể thiếu. Thế ví dụ như bản thân tôi đây, khi 10 giờ tối ngày 27 họ đóng Facebook, thì tôi cứ bảo thôi quyết tâm nghỉ ngơi 24 tiếng, bởi vì họ nói là tạm khóa 24 tiếng mà. Thế nhưng sau đó tôi không thể chịu nổi, tôi cảm giác như là bóng tối nó bao trùm hết tất cả xung quanh tôi. Tôi không nhìn thấy gì nữa, tôi không biết gì nữa xung quanh. Thế là tôi lại phải nhanh chóng mở một cái nick Facebook mới mang tên Trần Quang, để tôi vào để tôi nhìn thấy ánh sáng, tôi nhìn thấy mọi người hoạt động thế nào, tôi nhìn thấy Tổng thống Mỹ làm gì, tôi nhìn thấy người dân Việt Nam sinh hoạt ra sao. Hải nó bị đánh như thế thì bây giờ nó đang cấp cứu ở đâu rồi, nó, cái bệnh án hôm đấy mình chỉ là nghi gãy xương thì bây giờ nó có gãy thật hay không. Thế vậy y chang, bây giờ là không phải gãy hai xương như hôm qua, mà bây giờ qua Facebook tôi biết là nó gãy bốn xương, gãy hai xương sườn, một xương vai và một xương mu bàn tay. Đấy. Thế thì nếu không có Facebook thì tôi làm sao tôi đến thăm Hải được, vì tôi cũng già cũng yếu mà không thể đi đến Hải được, hay tôi không thể biết được là cô Mỹ Hạnh đã bị đàn áp như thế, và tôi không biết được cái vụ xả súng ở Mỹ, và không biết là ông Donald Trump ông ấy cũng phản ứng rất là nhanh ngay trên Facebook luôn. Đấy. Thế thì rõ ràng Facebook bây giờ không phải là một Facebook, mà Facebook là một phần đời sống của con người. Đấy. Và chúng ta thiếu nó, chúng ta cảm thấy như là cái phần đấy nó mất đi, nó thiếu, nó giống như chúng ta đang ở chỗ ánh sáng tự nhiên bị nguyệt thực, bị nhật thực, tôi lại không nhìn thấy gì nữa. Đấy, tôi thấy nó quan trọng đến mức như thế. Và cảm ơn anh Bang rất nhiều đã đến với chương trình Bình Luận Cùng Khách Mời ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Bang và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý khán giả. Và xin cảm ơn quý khán giả. Phần tin bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình Sự Kiện Quanh Ta hôm nay. Chương trình Sự Kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 21 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần tràn đầy niềm vui và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ 2 tuần sau.